Chiến dịch Đông Tiến 2 khởi động lần thứ hai. Ngày thứ nhất của chiến dịch, vào một tối quá trung tuần tháng 7, có thể là vào ngày 17 hay 18 tháng 7 năm 87, toàn thể kháng chiến quân được lệnh nay nịch gọn gàng, im lặng, nhanh chóng lên đường tham dự chiến dịch Đông Tiến 2 lần 2. Quyết đoàn võ trang kháng chiến cùng Bộ Chỉ huy Trung ương di chuyển về căn cứ tiếp vận 84. Tất cả đều nằm chờ đợi lệnh ở ngoài vòng đai căn cứ, sát với một con đường đất đỏ, tuyệt đối bảo mật, vì dân cư địa phương nơi đây có thể là tai mắt cho trinh sát Việt Cộng, vô tình hay hữu ý. Sau đó không lâu, lần lượt từng quyết đoàn chia nhau thành các toán nhỏ, lên các chiếc vận tải nhẹ của Thái để di chuyển lên phía Bắc. Theo sự sắp xếp lúc đó, khi quyết đoàn được lệnh đi trước, đã rời khỏi căn cứ 84 khá lâu. Trên đường hướng đến vị trí tập trung ở hướng Bắc, quyết đoàn đi sau mới được cho lên xe, tiếp tục đến điểm tập trung, việc vận chuyển được thực hiện cả đêm. Trời tối, quốc lộ vắng vẻ, xe chạy nhanh và lộ trình khá xa. Đúng như anh em dự đoán, lãnh đạo mặt trận chuyển quân lên phía Bắc, cũng thuộc tỉnh Ubon của Thái. Nhưng ở vị trí này, đoàn quân có thể vượt sông ở địa phận tỉnh Salavan của Nam Lào. Chuyến đi năm ngoái, tháng 9 năm 86, vượt sông ở vị trí thuộc tỉnh Bắc Xế cũng thuộc Nam Lào. Cần nhắc lại rằng, vị trí khu chiến cũ thuộc địa phương Bang Bang ở Ubon, nay đi lên hướng Bắc Ubon, có thể đến vị trí Nam Thin. Từ vị trí này, sau khi vượt sông, đoàn quân Đông Tiến sẽ di chuyển về hướng nam của tỉnh Salavan, từ đó xuôi về tỉnh Sê Công sát biên giới Việt Nam, và giai đoạn sau cùng là nhập Việt ở địa phận tỉnh Kon Tum. Hành trình dự trù sẽ vượt qua một chiều ngang của nước Lào ở miền Nam bằng đôi chân của những người con Việt yêu nước. Chiều ngang của Lào Quốc kéo dài từ 105 tới 107 kinh độ Đông. Tại vị trí vượt sông này, bờ phía Tây thuộc lãnh thổ Thái, mặt trận có thể hội quân ở đây, chờ thời gian thuận lợi, chủ động, theo kế hoạch vượt sông bằng ghe máy kiếm được từ phía Thái, mượn hay thuê theo hợp đồng ngắn hạn, chứ không phiêu lưu như chuyến chuẩn bị vượt sông vào tháng 9 năm 86, và quãng sông ở đây không rộng, có thể qua sông nhanh bằng xuồng máy nhỏ. Nhưng hai bên bờ sông dốc cao gần như thẳng đứng, lối đi gập ghềnh, khó cho việc đi lên đi xuống. Khởi động chiến dịch lần này, đội hình di hành có thay đổi. Quyết đoàn cải cách 7686 do chiến hữu Phan Thanh Phương chỉ huy, được giao cho nhiệm vụ tiền phương, kết hợp với một toán kháng chiến quân Lào chừng 20 người trang bị nhẹ, làm nhiệm vụ dò đường và mở đường cho đoàn quân Đông Tiến. Đa số kháng chiến quân được trang bị súng AK-47 của Trung Quốc, mặt trận đã mua lại từ Thái hoặc của lực lượng kháng chiến Campuchia. Loại súng này không cũ cũng không mới, cạnh đó có một số khẩu súng M16 của Hoa Kỳ trước đây dùng trong cuộc chiến ở Việt Nam, cũng được mua lại từ thị trường súng đạn ở vùng biên giới Thái-Campuchia. Số đạn anh em mang theo trung bình, vì khả năng mang theo thêm một số lượng nữa cũng không được. Vì còn phải mang tài liệu lương thực, chắc chắn là kháng chiến Việt Nam không có cơ sở cung cấp đạn dược dọc đường di hành, ngoại trừ chiếm được hoặc tịch thu từ địch quân, điều này khó có thể xảy ra. Ở mỗi dân đoàn có một hay hai khẩu súng B40 hoặc B41, đạn cho loại súng này cũng hạn chế, mỗi khẩu chừng vài quả, và phân công anh em trong dân đoàn thay phiên nhau mang. Mỗi dân đoàn có vài quả mìn Claymore dùng để gài gần nơi trú quân để phòng thủ, chặn địch đánh tập kích ban đêm, một khẩu M79 nhưng cũng hạn chế. Dân đoàn bảo vệ Bộ Chỉ huy Trung ương được ưu tiên, có một hay hai khẩu M79. Cấp quyết đoàn trưởng ngoài một súng tiểu liên AK-2M16 để chiến đấu, còn được cấp thêm một khẩu súng ngắn tượng trưng cho quyền chỉ huy trong đơn vị. Các lãnh đạo mặt trận và thành viên trong Bộ Chỉ huy Trung ương đều có súng ngắn bên mình để tự vệ, trừ ông Nguyễn Thái Minh không có. Cũng như lần trước,
tất cả lương thực, thực phẩm khô của người kháng chiến quân được đặt trên đôi vai anh em. Số lượng này bao gồm 20 kg tới 30 kg gạo và ít thực phẩm khô, như khoảng 20 gói mì ăn liền, gia vị, được chi dùng cho suốt cuộc di hành, mà thời gian chưa xác định được lúc nào sẽ ngừng lại. Ngoài ra, kháng chiến quân còn mang theo tài liệu đấu tranh do mặt trận, đảng Việt Tân biên soạn, về trong nước hoạt động tuyên truyền, phân phát cho quần chúng. Ba lô kháng chiến quân còn chất chứa quân trang quân dụng. Điều này đặt ra vấn đề tiếp liệu cho cả đoàn quân. Trong thời gian lương thực cạn mà chưa đặt chân đến mục tiêu dự trù, mặt trận không có cơ sở tiếp tế lương thực trên xứ Lào, có hai cách để bổ sung lương thực. Tiền mang theo để mua lương thực tại các bản Lào nằm dọc trên đường di hành. Trong điều kiện, người dân đồng ý bán gạo lúa cho lực lượng kháng chiến Việt Nam, tổ chức cướp lấy lương thực tại những vùng kho do địch kiểm soát. Nếu cả hai cách trên khó thực hiện được, đoàn quân luôn ở trong tình trạng bị nguy cơ cạn lương thực. Và điều này xảy ra trong hoàn cảnh không bị địch quân trên đất Lào phát hiện truy đuổi liên tục, thì đoàn quân ít bị suy kiệt trầm trọng sinh lực di hành. Số lượng tiền vàng mang theo được bảo mật, chỉ cấp chỉ huy ở đơn vị dân đoàn và quyết đoàn được phân phát một ít nhằm chia nhau mang vác và sẽ bị thu hồi khi có lệnh. Phần lớn tiền vàng được cấp chỉ huy tại Bộ Chỉ huy Trung ương mang theo bên mình. Đây được coi như là tài sản duy nhất của lực lượng kháng chiến, dùng để chi dụng trên đường đông tiến và khi về đến Việt Nam xây dựng khu chiến, khai triển hoạt động đấu tranh theo kế hoạch dự trù của lãnh đạo mặt trận. Sáng ngày thứ hai của chiến dịch, quyết đoàn anh dũng đến vị trí tập trung sau chốt. Khi mấy xe tải nhỏ chở các kháng chiến quân thuộc quyết đoàn đến khu vực rừng núi này, tôi đã thấy chiến hữu Trần Khánh đang điều động anh em tới trước, nên mau di chuyển vào những nơi trú tạm, cách chỗ xe đổ quân chừng vài cây số trong rừng. Khu vực này có nhiều đất vàng cứng, quan sát chung quanh tôi cũng thấy có nhiều đồi đá không cao lắm. Tại vị trí này, tất cả anh em được lệnh ém quân nghỉ ngơi, sẵn sàng chờ lệnh. Sáng ngày thứ ba của chiến dịch, khi trời còn mờ sương, từ chỗ đóng quân của Bộ Chỉ huy Quyết đoàn 7684, không xa dân đoàn của chiến hữu Phan Minh Mẫn, một dân đoàn trưởng của đơn vị cải cách 7686, tôi có tạt qua chỗ Mẫn ngồi uống cà phê Thái. Trao đổi vài ba câu chuyện trước lúc lên đường, Mẫn hay nói chuyện với tôi từ lúc anh về công tác an ninh cho đài phát thanh ở căn cứ 27. Từ vị trí ngồi uống cà phê, chúng tôi đưa mắt về hướng chính đông, quan sát tổng quát địa hình sẽ đi qua. Có thấy một ngọn núi hình bán cầu, nhô thẳng lên trời cao, trông lồ lộ đẹp mắt. Tuy ngó thấy gần, thế nhưng khi lên đường, chúng tôi phải mất hơn 10 ngày mới đi tới vùng đất sát chân trái núi Bầu Dục đó. Từ sáng sớm tới chiều ngày thứ ba, đoàn quân im lặng, không di chuyển, sinh hoạt đơn vị tại chỗ. Sau đó tôi mới biết chiến hữu chủ tịch đang chờ đoàn đặc nhiệm của chiến hữu Hải Sâm lên vị trí tập trung. Hỏi ra, anh Hải đang lên cơn sốt bất chợt và rất nặng không đi được. Đoàn đặc nhiệm của anh đang cách vị trí của đoàn chừng vài cây số. Lúc này tôi thấy chiến hữu Nguyễn Huy mặc quân phục dù, cổ tay bên trái của anh mang một băng vải đen. Tôi chưa hiểu tại sao anh Huy lại đeo miếng vải đen ngay cổ tay trái. Một biểu tượng hơi lạ so với thói quen trước đây, lại xuất hiện trong thời gian chuẩn bị ra đi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng anh Huy dùng miếng vải đen này để che mặt cái đồng hồ đeo tay. Sau này mới biết ra, đó là một dấu hiệu quyết tử của cấp chỉ huy chiến dịch. Ra đi không hẹn ngày trở lại, hào hùng thay, khí phách thay, thật đáng khâm phục. Việc chờ đợi anh Hải kéo dài suốt từ lúc đổ quân đến ngày hôm sau. Anh em thấy các vị chỉ huy khá nóng ruột, đi lên đi xuống chờ tin anh Hải. Và chuyện anh Hải bị lên cơn sốt rét thình lình cũng hơi khó hiểu. Không ít anh em đặt dấu hỏi, phân vân về sự kiện bất thường trong những ngày quan trọng và cấp bách như thế này. Nhiều anh em kháng chiến quân khác vất vả, thiếu dinh dưỡng hơn cấp chỉ huy, nhưng không bị sốt rét.
nhất là trong thời gian hệ trọng gấp rút đang diễn ra, việc để bị sốt rét là điều không nên, mặc dù không ai biết được lúc nào cơn sốt ập đến. Tuy nhiên, tâm lý, tinh thần cũng là yếu tố quyết định đến chuyện bị sốt rét hành. Sau cùng, khi đã xuống đến tận chỗ anh Hải nghỉ bệnh để thăm hỏi nói chuyện, chiến hữu chủ tịch quyết định cho anh Hải ở lại. Khi bình phục sẽ đi sao với một đoàn đặc nhiệm, còn cả đoàn quân lên đường vào trời sẩm tối trong ngày thứ ba của chiến dịch. Theo lời anh Hải nói với tôi khi gặp nhau tại thủ đô Phnom Penh vào năm 1993, sau khi đoàn quân Đông Tiến 2 lần 2 lên đường một thời gian, anh Hải hết bệnh và dẫn đoàn đặc nhiệm đi sao, nhưng đi hoài mà không bắt được liên lạc, nên anh Hải dẫn đoàn quân trở lại Thái. Sự kiện anh Hải ở lại không tham dự chiến dịch Đông Tiến 2 lần 2 cũng là cái may cho anh là còn sống sót. Những anh em ở lại với anh sau này đã bỏ đi, không rõ vì lý do gì, cho đến nay cũng không biết họ sống hay chết, ở đâu, chỉ còn lại một mình chiến hữu Đào Bá Kế. Tối ngày thứ ba của chiến dịch, khi trời sập tối dần, đoàn quân võ trang Đông Tiến được lệnh rời khỏi nơi đóng quân và di chuyển đến sát bờ sông Mekong Hân, chuẩn bị cho việc vượt sông. Đường đi theo con dốc thấp xuống dần dần. Khi hướng tới bờ sông xa bên dưới, lúc đi trên đường mòn, tôi còn thấy vài người Thái trong toán lái xe chở đoàn quân Đông Tiến vẫn còn lãng vãng ở đây. Người thì tới gần hố nước nhỏ động lại từ dòng nước chảy ngầm trong ngách đá để kỳ cọ tắm rửa, kẻ thì lấy bánh mì trong bọc ni lông ra ăn. Họ cắm cúi làm việc riêng, có vẻ như không chú ý đến chúng tôi. Có thể họ chờ cho quân kháng chiến vượt sông mới trở về. Việc qua sông cũng lần lượt, quyết đoàn chúng tôi đi chặn hậu, nên phải chờ chuyến chót. Trời tối mịt, đứng sát nhau mới nhận được người quen. Lúc xuống đến ngay bến ghe đậu, tôi mới thấy anh Lộc. Với dáng dấp quen thuộc và cặp kính trắng trên mặt, anh đang đứng ngay mé nước, bắt tay chào từng anh em và tiếp tay, giúp các kháng chiến quân với trang bị cồng kềnh bước lên ghe máy. Chiến hữu Lộc cầm tay tôi chúc lên đường bình yên may mắn. Tôi cũng thân tình chúc anh Lộc ở lại vui khỏe. Đất ngay mé sông ướt át, sình động. Anh em lên ghe máy, loại ghe dài, bề ngang hẹp, có gắn một máy nổ nhỏ phía sau. Một chuyến chở được chừng 10 anh em, có chừng vài chiếc ghe để chuyển quân. Việc qua sông khá nhanh, không có gặp gì trở ngại. Không có một tiếng súng, chỉ có tiếng xuồng máy chạy sình sịch nho nhỏ trong không gian tối mịt. Nhưng khi ghe cập bến phía đông, đặt chân lên bờ, mới thấy trở ngại. Phía bờ bên này cao dốc đất ướt, trời quá tối, địa hình lạ. Anh em phải khom người leo lên dốc, có người phải trườn bò, nắm cây, nắm bụi cỏ, bụi gai leo lên, vì ba lô nặng và dốc cao gập ghềnh. Sau hơn 10 phút, tất cả nhóm chúng tôi đi chung ghe ban nãy, lên được bên trên, quá hơn lưng chừng dốc tính từ mặt nước. Vì mới tháng 7, mưa chưa nhiều, nước sông còn cạn, dòng sông hẹp dễ qua sông, nhưng hơi khó lên bờ. Có lệnh truyền xuống, nằm ngủ tạm nơi đây, chờ sáng sớm hôm sau mới đi tiếp. Tôi di hành chung toán với bộ chỉ huy quyết đoàn, được lệnh ngủ tạm. Tôi nằm vật vờ trên mặt đất không khô lắm, gần mấy bụi tre, chập chờn trong giấc ngủ, cái ba lô để ngay bên cạnh, khẩu AK-47 cũ cũng để sát ngay bên mình. Đêm ngủ đầu tiên trên phần đất của Lào là một đêm ngủ ngồi co quắp, nằm nghiêng, mệt mỏi, không an giấc. Sáng sớm ngày thứ tư của chiến dịch, khi trời còn lờ mờ chưa sáng hẳn, anh em đánh thức nhau dậy, bảo cho ba lô lên lưng, chuẩn bị rời bờ sông phía đông. Đoàn người lần lượt cất bước, đi khỏi bờ sông chừng vài cây số, tới một quảng trống, cây cỏ lưa thưa, có dòng nước chảy tràn trên đất. Tôi thấy chiến hữu Nguyễn Huy đang đứng quay lại phía chúng tôi. Có lẽ anh chờ quyết đoàn chặn hậu, vì hai quyết đoàn đi trước đã qua khỏi. Chiến hữu Thạch chen đi hơi chậm, vì ba lô khá nặng. Anh Huy trầy mấy tiếng nhỏ, lệnh cho ông trên phải đi nhanh hơn. Khi trời sáng tỏ, mặt trời lên cao,
Lúc ấy độ chừng hơn 9 giờ, cả đoàn quân đang băng mình vượt lên một núi đá. Núi có độ cao thoai thoải, nhưng lại trống cây, thật nguy hiểm. Ngoài sự dự đoán, khi đội hình cả đoàn quân đang trên lưng chừng núi, chưa khuất được vào các cánh rừng ở xa, thì trên trời cao, tai chúng tôi nghe tiếng động cơ máy bay từ xa. Anh em được lệnh phân tán nhanh, núp ngay vào các lùm cây nhỏ trên lưng chừng núi, hay nằm bất động, nhằm tránh sự quan sát của máy bay thám thính đang bay tới. Chỉ có một chiếc, lúc đầu tôi nghĩ là tình cờ nó bay qua, nhưng sau khi nhận ra chiếc máy bay lượn hơn hai vòng trên đầu cánh quân, tôi mới biết rằng nó đang tìm đội hình đoàn quân. Tất nhiên, giữa lưng chừng núi cách bờ sông Mekong có nửa ngày đường, chúng tôi có thể đã bị địch phát hiện. Đây là một dấu hiệu không lành đầu tiên cho cuộc đông tiến hai lần hai. Chưa biết đó là máy bay của Lào Cộng hay Việt Cộng, nhưng hình dạng máy bay ở độ cao không cao, cùng động cơ kêu rù rì, bo bo, cho tôi đoán đây là loại máy bay không tối tân lắm. Đây là hành động tình cờ do công việc thám tính hàng ngày ven vùng biên giới Thái-Lào của lực lượng quân sự hợp tác Cộng sản Lào-Việt, hay đó là kết quả từ sự mật báo? Nếu là mật báo, thì ai là thủ phạm cung cấp tin tức tối quan trọng này cho phía lãnh đạo Cộng sản Hà Nội, cũng như Bộ Chỉ huy quân sự tối cao của họ ở đất Lào? Tình báo Thái, chính quyền Thái, dân sống ven biên giới Lào-Thái, Tổng vụ Hải ngoại Mặt trận. Tới nay câu hỏi này vẫn chưa được tìm ra câu trả lời, cũng như rất ít ai quan tâm đặt vấn đề về một sự kiện đã trở thành nguyên nhân của sự tiêu hủy một lực lượng vũ trang, mầm mống của sinh lực đối kháng chế độ chuyên chế độc đoán Hà Nội. Sau khi máy bay bỏ đi, đoàn quân lại di hành tiếp với một nỗi lo trong lòng. Đi tới chiều không có động tĩnh gì thêm, gần tối, khi đến gần một bờ suối lớn, chúng tôi được lệnh dàn đội hình phòng thủ, nghỉ quân, nấu nướng ăn tạm và chuẩn bị cho phần cơm gói của mỗi người vào ngày mai, gồm cơm trắng đụng với ít mì ăn liền. Buổi chiều tối đó tôi ngó vào vị trí trung tâm của Bộ Chỉ huy chiến dịch, trông thấy chiến hữu chủ tịch mặc bộ quân phục màu xanh lá cây, xen kẽ những đốm nhỏ tựa như quân phục biệt kích dù ngày xưa. Đây là lần đầu tiên từ ngày vào khu chiến, tôi mới thấy ông mặc quân phục. Điều này còn biểu hiện cho anh em kháng chiến quân thấy quyết tâm của ông khi lên đường đông tiến. Sáng ngày thứ năm, đoàn quân lại lên đường sớm, bất chợt cho quãng đường này là có núi không cao, chung quanh trống trải, ít rừng cây. Vẫn chưa biết là do đặc điểm địa hình của vùng gần sông Mekong là như vậy, nên không thể chọn con đường nào khác, hay là do kháng chiến Lào có chủ ý chọn lộ trình này. Nếu nói toán kháng chiến bạn không rành đường ở khu vực này cũng không đúng, vì họ là người địa phương, từng có kinh nghiệm hoạt động tại đây. Thế nhưng, thực tế diễn ra là việc di chuyển trên một lộ trình không kín khuất, như phơi mình đoàn quân trước con mắt cứu vợ khát máu, đã dẫn tới một hậu quả không lường. Chừng hơn 8 giờ sáng của ngày di hành thứ năm, khi đang lên núi trống, gần như chỉ toàn đá, chúng tôi nghe tiếng súng ở cuối đội hình. Vì tôi tháp tùng với Bộ Chỉ huy 7684 trong nhiệm vụ chặn hậu, nên nghe tiếng súng nổ rất lớn và quyết liệt. Ít phút sau mới biết tin, dân đoàn đi sau cùng là dân đoàn của chiến hữu Trần Văn Quốc, bị đặc công Việt Cộng bám sát bắn vào đội hình dân đoàn. Hai bên bắn nhau quyết liệt, tiếng súng nổ giòn. Vì là trận chạm súng đầu tiên nên hai bên bắn rất hăng. Điều nữa, người chỉ huy dân đoàn là chiến hữu Trần Văn Quốc, có nhiều kinh nghiệm với đặc công Việt Cộng. Anh Quốc người tỉnh Sông Bé, thuở nhỏ từng theo chân du kích Cộng sản ở địa phương. Lớn lên anh bỏ đảng và vượt biên qua Thái. Trần Văn Quốc mưu trí can đảm, tính mưu sinh thoát hiểm trong rừng núi của anh rất cao. Trận chạm súng đầu tiên kéo dài không lâu, địch im tiếng súng trước. Vì địch đang ở dưới núi bắn lên nên bất lợi, hay là đoàn hư đánh vào đơn vị chặn hậu, như báo hiệu cho phía kháng chiến Việt Nam biết rằng các anh đã bị lộ đội hình rồi.
Đồng thời đây cũng được coi như một đòn đánh thúc đầu tiên ở phía sau, gây áp lực tâm lý căng thẳng cho đoàn quân kháng chiến phải gấp rút tăng tốc, nhanh chân đi sâu vào lãnh thổ Lào, như thế bị rơi vào bẫy của Việt Cộng, đẩy cho đoàn binh kháng chiến Việt Nam đi sâu vào trường trận lãnh thổ Cộng sản rồi sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Chiều ngày thứ năm của chiến dịch, sau trận chạm súng ban sáng, đoàn quân được lệnh di hành nhanh hơn. Địa hình lúc này có nhiều rừng rậm và đồi núi cao. Khi đã bị phát hiện đội hình xâm nhập ở lãnh thổ Lào, dĩ nhiên đoàn quân kháng chiến Việt Nam rất khó chuyển quân sát vùng làng mạc của dân Lào. Nơi đây đường bằng dễ đi nhanh, tiết kiệm được công sức và có thể kiếm hay mua lương thực bổ sung. Việc di chuyển cho tới gần 4 giờ chiều cùng ngày, khi chúng tôi vừa lên được một triền núi, có lệnh trên cho nghỉ chân tạm, đồng thời cấp trên đang tìm xem một địa hình thích hợp trên phía cao hơn để ban lệnh đóng quân qua đêm. Ở phía sau, quyết đoàn trận hậu, khi được lệnh tạm thời giải lao, có vài anh em sơ hở bỏ ba lô, quay xuống dốc núi bên dưới, đi sắn măng tươi, mùa này đã có măng lác đác. Không dè ít phút sau đó có tiếng súng AK nổ inh ỏi ở khu vực anh em vừa đi hướng xuống bên dưới để sắn măng. Cạnh đó có tiếng la ó quát tháo. Một số anh em đang đi kiếm măng chạy trở về đội hình ngay, kiểm điểm lại nhân sự. Quyết đoàn 7684 xác nhận đã mất tích chiến hữu Nguyễn Văn Náo. Theo các anh em đi gần chiến hữu Náo báo lại, lúc toán trinh sát Việt Cộng mò theo dấu đoàn quân, chúng chạm phải các nhóm anh em đi kiếm thêm rau rừng. Việt Cộng nổ súng trước, anh em nổ súng bắn trả. Chỉ có chiến hữu Náo lúng cuống chậm hơn và ở gần địch nên bị chúng dí súng bắt giữ. Thế là quyết đoàn 7684 mất một kháng chiến quân đầu tiên sau gần tuần lễ di hành. Chiến hữu Nguyễn Văn Náo còn trẻ, quê vùng đồng bằng sông Cửu Long, độ chừng 22 tuổi. Anh có thể từ trại tị nạn CQ tham gia kháng chiến vào năm 85. Náo có làn da trắng, ốm cao, tính hiền lành. Việc bắt giữ Náo cho thấy trinh sát địch có thể khai thác cấp tốc tin tức đoàn quân qua tâm lý lo sợ hoảng hốt mà phải khai báo của Náo. Đồng thời, nếu nhận thấy lời khai của Náo có lợi, chúng sẽ giao Náo lại cho cơ quan quân báo Hà Nội đang có mặt tại Lào để tiếp tục thu thập tin tức quan trọng tối cần thiết cho kế hoạch tiêu diệt lực lượng kháng chiến sắp đến. Đưa ra điều này để thấy rằng, do không kinh nghiệm, kháng chiến quân Nguyễn Văn Náo tất nhiên có thể bị Việt Cộng tra tấn, hăm dọa, lợi dụng. Và cũng vì lần đầu tiên bắt sống được một kháng chiến quân đang tham dự chiến dịch Đông Tiến 2 lần 2, trinh sát Việt Cộng sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để khai thác thêm tin tức. Ngay sau cuộc chạm súng ở lưng chừng núi, đoàn quân Đông Tiến được lệnh leo tiếp lên dốc núi cao, vừa đi vừa cảnh giác đặt công Việt Cộng bám sát phía sau. Đi như thế cho đến trời chạng vạng tối, lệnh trên cho đóng quân, vị trí ngừng quân chiếm một chỗ cao trên triền núi. Mỗi khi ngừng quân vào lúc tối, chiến hữu Trương Ngọc Ni thường cho phối trí các đơn vị ở trên đồi hay núi cao có lợi thế hơn. Điều này giúp cho kháng chiến quân luôn ở vị thế thượng phong, từ trên bắn xuống, trong trường hợp địch từ phía sau theo dấu chân bám theo tìm cách đánh lên. Trời chụp tối nhanh, do có lệnh nghỉ ngơi qua đêm, sau khi căn đội hình chung quanh để bảo vệ Bộ Chỉ huy Trung ương, các dân đoàn được phép cho người đi xuống con suối nhỏ gần đó lấy nước nấu cơm, cũng như lấy nước cho vào đầy bình nước cá nhân. Việc cử người xuống suối lấy nước nấu cơm tối được tổ chức thành toán, anh em nào được dân đoàn phân công nấu cơm phải mang một túi ni lông để chứa nước. Việc nấu cơm tối cũng đơn giản, nhanh chóng, nhưng nhiều nguy hiểm rủi ro. Chiến hữu trực bếp của dân đoàn vác theo một cái nồi, đến chỗ nghỉ, bỏ gạo vào nồi theo tiêu chuẩn và vài gói mì ăn liền làm chất động cho phần cơm được nhiều hơn một chút. Cơm chín, chia mỗi kháng chiến trong đơn vị một nắm nhỏ ăn liền với thực phẩm khô hay gia vị khô, còn phần cơm nhỏ khác dành cho suốt ngày mai, ăn như thế gọn tiện trong lúc chuyển quân, nhưng làm cho anh em mau mất sức vì dùng sức nhiều mà ăn ít lại không có bổ dưỡng. Đó như thế mà phải di hành liên tục nhiều ngày,
Có khi một ngày đi tới 12 giờ khuya mới nhận được lệnh nghỉ chân, lúc ngủ phải ngủ ngồi, dựa lưng vào cây, đất bên dưới ẩm ướt, chưa kể đến phải dầm mưa mà đi suốt ngày. Lúc toán kháng chiến quân xuống suối lấy nước và đang quay lại vị trí, cạnh đó có một cái bếp lò đang được nổi lửa. Ngay lúc đó phía bên sườn của cả đội hình, có tiếng hỏi lớn của kháng chiến quân Trần Văn Thảo. Ai đó? Tiếng bên dưới đáp lại. Tông. Thảo hỏi tiếp. Tông nào? Không nghe tiếng trả lời, vài giây sau đó tiếng AK nổ nhắm vào đội hình kháng chiến quân, và tích tắc liền sau đó, một tiếng nổ dữ dội phát ra từ hướng vị trí dân đoàn của Thảo. Thì ra kháng chiến quân Trần Văn Thảo được lệnh bắn quả mìn Claymore mà anh đã gài chặn hậu. Có tiếng thét la, có cả tiếng khóc rên, dường như nhóm đặc công bò sát đội hình kháng chiến bị trúng mìn. Đám trinh sát Việt Cộng mò vào đúng ngay đội hình của quyết đoàn cải cách 7686 bị trúng mìn Claymore. Việt Cộng chạy dạt sang một góc khác. Ngay lúc đó phía kháng chiến quân cho nổ thêm quả mìn Claymore thứ hai. Sau đó phía Việt Cộng bắn hàng loạt tràng AK, chúng bắn cả đạn B-40 vào đội hình đoàn quân. Lúc súng nổ, bếp đang chuẩn bị nấu cơm bị dập tắt ngay, nồi cơm nấu chưa chín văng tung tóe, gạo dính nước nằm rơi rải trên mặt đất. Anh em kháng chiến quân bị rối loạn giây lát, sau đó phản ứng nhanh chóng nằm rạp xuống mặt đất bắn trả lại. Tôi nằm sát người xuống đất. Phía trước đầu tôi là đôi chân của kháng chiến quân Nguyễn Văn Hòa. Hòa cũng nằm sấp úp mặt xuống đất tránh đạn đang từ dưới bắn lên. Vừa lúc đó, hai tay tôi nghe một tiếng nổ ầm kinh động. Tiếp theo là một chùm ánh sáng lóe lên. Một trái B-40 trớt ở phía trước Hòa không xa. Tôi nghe tiếng kêu đau. Hòa bị trúng ít mảnh nhỏ vào mé đầu. Súng hai bên vẫn bắn nhau dữ dội. Có người bảo chiến hữu Lý Hồ, y tá đoàn quân chạy nhanh xuống chỗ Hòa nằm để băng bó cho anh vì vết thương đang ra máu. Tôi phụ ông kéo Hòa lên phía trên cao để tìm cách băng vết thương. Lát sau tiếng súng thưa dần và dứt hẳn, địch trúng đạn nhiều nên kéo nhau ra xa. Lúc đã yên lặng, chiến hữu Lý Hồ dùng miếng vải trắng băng vết thương ở mé đầu của Hòa. Mảnh đạn không đi thẳng vào đầu, chỉ trúng sức bên ngoài, nhưng máu ra khá nhiều, Hòa bị ngất đi. Đêm đó anh em vừa đói vừa mệt, lại phải lấy mì gói còn sống ra nhai đỡ, lại phải canh chừng địch có thể quay lại tấn công tiếp. Giấc ngủ kéo tới chập chờn, tình trạng của chiến hữu Hòa cũng không khá hơn. Chiến hữu Hồ chích cho anh vài mũi thuốc. Sau trường hợp một kháng chiến quân đầu tiên là Nguyễn Văn Náo bị bắt sống, nay thêm trường hợp có một thương binh đầu tiên trong đoàn quân đang di hành. Đây có thể được coi là trường hợp đặc biệt đầu tiên của đoàn quân Đông Tiến 2 phải xử lý. Sự việc trinh sát Việt Cộng bị Trần Văn Thảo phát giác và hỏi ai, sau đó khai tên là Tùng. Qua việc hỏi đáp thình lình này dẫn tới một xác nhận rằng Nguyễn Văn Náo đã khai báo tình hình đoàn quân cho phía bộ đội Hà Nội biết. Một vài năm sau này, tôi không biết tin tức về anh Náo, không biết anh bị giam ở trại nào, tù bao nhiêu năm, còn sống hay đã chết. Sáng hôm sau, chúng tôi lại di chuyển tiếp tục như mọi ngày. Lần lên đường này, anh em phải thay phiên nhau khiêng chiến hữu thương binh Nguyễn Văn Hòa. Hòa được đặt nằm trên cái võng ni lông khổ lớn. Hai đầu võng được cột vào một khúc cây rừng lớn hơn cùm tay, dùng làm đòn khiêng. Hai anh kháng chiến quân, người đi trước, người đi sau, ghé vai khiêng anh bạn thương binh của mình. Đi như thế cũng gọn, nhưng đi lâu phải thay đổi, vì anh em ai nấy cũng đã mệt. Phần phải mang ba lô súng đạn của mỗi người, đi đường mòn bình thường, không qua suối sâu, không lên dốc cao, thì cả thương binh và hai kháng chiến quân khiêng cổng cũng đỡ vất vả. Trong trường hợp đang võng thương binh mà bị địch tấn công thì nguy hiểm bội phần. Có thể nói rằng chiến hữu Nguyễn Văn Hòa là người bị thương nặng đầu tiên trong chiến dịch và được cấp trên phân công anh em thay nhau khiêng mang cho đi theo đoàn quân. Vì lúc đó nhân số lực lượng Đông Tiến còn nhiều và tương đối khỏe mạnh và mới di hành có độ một tuần lễ. Nhưng mặt trận không có cơ sở tiếp vận dọc đường di hành dịu vợi, thuốc men chữa trị cho thương binh, mang theo có hạn,
cũng không đủ loại thuốc cần thiết. Như vậy đặt ra một vấn đề là mang theo thương binh nặng sẽ giúp đỡ gì cho anh em? Người thương binh đó sẽ được chữa trị hết, phục hồi sức khỏe để tiếp tục công tác, hay chờ cho thương binh chết trùi chung? Chứ mặt trận đâu có khả năng chữa trị. Và mang theo như thế chỉ cầu may. Điều nữa, nhằm trấn an tâm lý anh em kháng chiến quân. Thế nhưng hành động khiêng mang thương binh đi theo đoàn quân đông tiến như thế này chỉ xảy ra trong giai đoạn đầu tiên cho cuộc trường chinh lịch sử. Tất cả những việc nêu lên này cho thấy các khó khăn nảy sinh, khó giải quyết trên đường chiến dịch. Tất nhiên lãnh đạo mặt trận không phải đã không nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này. Là một người có kinh nghiệm dày dặn trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây, như tướng Hoàng Cơ Minh, không lẽ ông không có phương pháp giải quyết tình trạng nêu trên trước khi lên đường? Thế nhưng phương pháp nào hiệu quả, an toàn, đạo đức lại là một khía cạnh khác. Nhưng may là lúc đó chỉ có một thương binh, nếu có nhiều và lại phải mang vác đi đường dài như vậy, làm chậm và nguy hiểm cho cả đoàn quân. Nhưng bỏ thương binh lại càng không nên. Hòa tuy bị thương nặng, nhưng lại có cái may mắn của anh khi so với các kháng chiến quân bị trúng thương sau này. Đi như thấy được vài ngày, bỗng có lệnh trên bảo đưa kháng chiến quân Nguyễn Văn Hòa trở lại đất Thái. Đây là một tin tức hơi lạ. Đồng thời có cả ông Nguyễn Thế Minh, người tự xưng là chủ tịch một mặt trận kháng cộng trong nội địa trước đây, cũng được lệnh quay lại Thái. Việc ông Nguyễn Thế Minh được cho quay về, không đi tiếp, gây bất ngờ đối với mọi người. Đồng ý là sức khỏe của ông khó mà di hành xa thêm được. Hai chân ông gần như bị cứng lại vì trèo núi và đi xa. Nhưng ông trở lại Thái để làm gì, trong khi cả đoàn quân đã lên đường. Sau này mới biết ra rằng, toán kháng chiến Lào làm nhiệm vụ dẫn đường đã xong phần hành của họ. Toán bạn chỉ hợp đồng dẫn đường đến một vị trí bàn thảo, sau đó bạn Lào phải quay trở lại căn cứ của họ ở vùng lãnh thổ ven biên giới Thái-Lào. Việc còn lại tất nhiên kháng chiến quân Việt Nam tự tìm đường đi. Điều này không khó, vì có địa bàn, cứ nhắm hướng đông đi tới. Tuy nhiên vì không có người địa phương làm tiền đạo mở đường sẽ có nhiều trở ngại ngoài tiên liệu. Cũng có thể nêu lên một giả thuyết rằng toán Lào chưa hết nhiệm vụ dẫn đường, nhưng lãnh đạo mặt trận quyết định cho họ ngưng công tác sớm tại thời điểm đó để quay về, nhân tiện mang theo thương binh và hậu tống ông Nguyễn Thế Minh trở lại đất Thái. Hành động này có thể là một đòn hư nhằm đánh lạc hướng truy đuổi của bộ đội Hà Nội. Toán Lào với quân số chừng 20 người, được trang bị súng AK và B-40, cộng với thương binh và hình dạng của ông Nguyễn Thế Minh, có thể gây ngộ nhận cho quân truy kích là đoàn quân kháng chiến đang chuyển hướng di hành về lại Thái, chứ không đông tiến hướng tới Việt Nam. Nếu thành công trong đòn hư này, mặt trận có thể tạm thời hóa giải áp lực truy đuổi, hầu như hàng ngày của địch quân. Điều này đồng nghĩa, sử dụng toán kháng chiến Lào làm mục tiêu đỡ đạn cho cánh quân đông tiến. Tất nhiên kháng chiến quân Nguyễn Văn Hòa và ông Nguyễn Thế Minh được chọn làm vật hy sinh. Khi thương binh Nguyễn Văn Hòa được theo cùng với toán kháng chiến Lào hướng về vùng biên thùy Thái Lào, dĩ nhiên toán Lào sẽ phải mang anh Hòa trên võng. Dù Hòa có tạm khỏe hơn so với lúc bị trúng đạn, nhưng vẫn không đi một mình được. Từ lúc đó tin tức về chiến hữu Nguyễn Văn Hòa và ông Nguyễn Thế Minh không được biết nhiều. Sau này có tin nói là Hòa bình phục trở lại, rồi tham gia chiến dịch Đông Tiến 3 năm 90 do chiến hữu Đào Bá Kế chỉ huy. Khi chiến dịch thất bại, Hòa bị án tù nhiều năm. Trong trường hợp này, anh Kế biết rõ các tin tức liên hệ với Hòa. Còn trường hợp Nguyễn Thế Minh không ai được biết. Nếu Hòa còn sống, chắc rằng anh phải biết rõ tình trạng của ông Nguyễn Thế Minh. Trong trường hợp Hòa chết do vết thương, không được cứu chữa đúng lúc và đầy đủ, khi đang trên đường trở lại Thái, thì coi như cảnh ngộ của ông Nguyễn Thế Minh càng mờ mịt thêm. Từ lúc trên đường quay lại Thái, coi như số phận của ông Nguyễn Thế Minh tự Nguyễn Văn Cường đã được an bài một cách thẩm hiu, đau buồn, bí mật. Thời điểm này được coi như kết thúc câu chuyện của vị lãnh đạo một mặt trận cứu quốc ở nội địa từ những năm 80, sau khi kết hợp với mặt trận Hoàng Cơ Minh tại một trại tị nạn đường bộ nằm trên đất Thái Lan.
Xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai.